Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, công việc thuận lợi, ngày càng phát triển. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy May mắn. Xây nhà là một việc quan trọng trong đời người, vận khí của ngôi nhà tốt hay xấu ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, sức khỏe của trạch chủ và những thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó thì việc lựa chọn được năm xây dựng nhà tốt cũng là một yếu tố không thể thiếu. Một điều kiện nhất định không thể bỏ qua trong quá trình lựa chọn năm xây dựng là các yếu tố kim lâu, quang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ long biến vận, và yếu tố quan trọng nhất đó là phải xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cân bằng, còn nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì hơi không gì hùng hòa bằng. Vì vậy phải cần hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên, để việc xây nhà được hay không thì ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, quang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên ta xét đến kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ 23 tuổi theo cách tính này sẽ không gặp phải kim lâu, bạn không cần lo lắng quá nhiều. Xét đến hoang ốc, năm 2020 Canh Tý, gia chủ 23 tuổi theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải ngũ tử thọ. Ngũ tử thọ không tốt cho việc làm nhà, nếu làm nhà thì gia đình sẽ chia rẽ ly biệt. Còn xét về tam tai thì người tuổi Mậu Dần cần tránh các năm tam tai, Dần, Mão, Thìn. Năm làm nhà Canh Tý theo cách tính thì gia chủ sinh năm 1998 Mậu Dần sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây, còn nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cắt bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020. Mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1998 Mậu Dần năm mệnh thuộc cung Thôn Thổ, nữ mệnh thuộc cung Tốn Mộc. Xét đến việc xây nhà như sau. Đối với nam mạng Mậu Dần cung Khôn, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy tuổi này hợp với bốn hướng tốt là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Bốn hướng xấu đó là Đông Hỏa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi 1998 nam mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xét đến đó là hướng Bắc, gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ thái tuế tại Tý, hướng Bắc là chính thái tuế. Với nhà tọa ngọ hướng Tý, phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm, phạm tam sát không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh, phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Mậu Dần nam mạng xây nhà hướng này phạm vào tuyệt mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật. Con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Mậu Dần 1998 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Vì vậy nếu vì lý do nào đó mà gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như là trấn trạch trước khi xây nhà để làm vững chân long, thiết kế công năng phòng ốc trong nhà đẹp, kiến trúc hợp phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Mậu Dần đang ở nhà hướng Bắc thì cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Dần 1998. Thứ hai, đó là hướng Nam gồm có ba sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Mậu Dần 1998 xây nhà hướng Nam thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào lục sát. Lục sát thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khốc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống.
Vì vậy, Mậu Dần sinh năm 1998 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có phương pháp hóa giải tối ưu như là nhờ thầy phong thủy giỏi việc khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải kết cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Thứ ba đó là hướng đông gồm có ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa gì trong năm 2020. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cắt lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo sức hòa vào thân. Đối với nam mạng Mậu Dần 1998 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hòa hại, mà hòa hại là sao Lộc Tồn, thuộc thổ hướng tây nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 đang ở nhà hướng đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Thứ tư đó là hướng tây gồm ba sơn canh dậu tân 247,5 đến 292,5 độ, năm canh tí cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tòa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tòa giáp hướng canh và tòa ất hướng tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Còn để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành và may mắn. Tuổi Mậu Dần 1998, nam mạng ở hướng này thuộc tây tứ mệnh hợp hướng được thiên y nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, thuộc sao cự môn thổ, hướng đông bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Còn việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cắt lành hơn. Còn ngoài ra với hướng này cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Thứ năm đó là hướng tây bắc gồm ba sơn tuất càn hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm canh tí 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng tây bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tỵ hướng hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Nếu muốn tô tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi là sẽ rất cát. Tuổi Mậu Dần 1998 xây nhà vào hướng tây bắc thuộc tây tứ mệnh hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim, hướng tây bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa hôn lục.
lược. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy vương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Thứ 6 đó là hướng đông bắc gồm ba sơn sửu cấn dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên xây mới vào năm 2020 rất cát. Với nhà tọa thân hướng dần thì không nên xây mới vì hướng dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tô tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Mậu Dần 1998 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được sinh khí. Vì sinh khí là sang tham lang thuộc mộc hướng đông, tự quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy vương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Tiếp theo đó là hướng đông nam gồm có ba sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới nếu xây định chọn vào tháng ngày tháng cát lành và tháng 3 tháng 4 âm lịch. Còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 mà ở hướng nhà này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ việc nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Còn hơn nữa, vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng bàn hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Và hướng cuối cùng đó là hướng tây nam gồm có ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến tây nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cắt cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây mới được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng phượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Mậu Dần xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng được phục vị. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam tượng quái là tốn. Chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc. Đặt cửa dương tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà mà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy vương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Trên đây, Phong Thủy May Mắn đã chia sẻ với anh chị và các bạn những kiến thức liên quan đến việc khai sơn lập hướng cho tuổi Mậu Dần vào năm 2020. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, đừng ngần ngại, hãy chia sẻ ở ô bình luận để Phong Thủy May Mắn giúp anh chị giải đáp. Đừng rời khỏi kênh, tiếp sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến anh chị việc làm nhà năm 2020 của nữ mệnh tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Với nữ mạng Mậu Dần thuộc cung Tốn Mộc thuộc Đông Tứ Mệnh, người mệnh Tốn Mộc có bốn hướng tốt, đó là Đông Nam phục vị, Nam Thiên Y, Đông Diên Niên, Bắc Sinh Khí, bốn xấu Tây Bắc Hòa Hại, Đông Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Lục Sát, Tây Nam Ngũ Quỷ. Hãy cùng Phong Thủy May Mắn xét các hung vận hạn của từng hướng xem thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta cần xét đến đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế Tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà tọa ngọ hướng Tý phạm Tuế phá và tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến phần sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy.
Tuổi Mậu Dần xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng được sinh khí, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy vương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn hướng Nam thì gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm, thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Hợp hướng được thiên y nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi thuộc sao Cự Môn Thổ hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà gương pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng thứ ba chúng ta cần xét đến đó là hướng Đông, gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, Phạm Ngũ Hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc thổ, đạo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn và cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức hỏa vào thân. Tuổi 1998 Mậu Dần nữ mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được sinh niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng thứ tư đó là hướng Tây, gồm có ba sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm Canh Tý Cửu Tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Với nữ mạng Mậu Dần xây nhà hướng này không hợp hướng mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tự quái lạc cảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, Mậu Dần sinh năm 1998 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu, nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Hướng thứ năm đó là hướng Tây Bắc, gồm có ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm Canh Tý Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không được xây mới, còn các sơn khác nếu muốn làm
và khởi công thì vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất gắt. Nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ gắt. Tuổi Mậu Dần xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào hỏa hại, mà hỏa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp thì cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 đang ở nhà hướng đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Và hướng tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm 3 sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Người tuổi Mậu Dần mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, gặp tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, tặt cửa dương ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Mậu Dần khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Hướng thứ 7 chúng ta cần xét đến đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng Tốn và tọa hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận không nên xây mới, nếu xây thì chọn vào tháng cắt lành tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Mậu Dần xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được phục vị. Vì phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Và hướng cuối cùng chúng ta cần phải lưu tâm đến đó là hướng Tây Nam gồm có 3 sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm Canh Tý sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới không được cắt cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn vào tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Đối với tuổi này thì sẽ không hợp hướng phạm phải ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp bạn đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Dần 1998. Vừa rồi, phong thủy may mắn đã phân tích các hung vận hạn của từng hướng nhà năm 2020 cho tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Qua phân tích thì các bạn có lẽ cũng đã tự lựa chọn được thời điểm tốt để xây nhà cho mình.
Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở bên dưới phần ô bình luận nhé. Và hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa quý vị và các bạn đến những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc anh chị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.